Thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 11, kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Những buồn vui với nghề giáo, nhất là trước sự thay đổi nhanh chóng của thời đại công nghệ số, là áp lực nhưng cũng là động lực để mỗi người thầy, người cô thích nghi và đổi mới. Và trên hết, tình yêu với học trò, nghĩa tình thầy trò trọn vẹn, dù bất kỳ ở thời đại nào, chính là động lực lớn nhất với những người truyền lửa. Giờ chào cờ tuần này của học sinh các trường học trên cả nước, trùng với Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đều mang theo những gam màu tri ân. Học sinh thời 4.0, cách biểu lộ tình cảm với cô thầy cũng nhiều khác biệt. So với các thế hệ trước, không gian học tập của các em cũng không chỉ gò bó trong lớp học, phụ thuộc phần nhiều vào người thầy như trước đây. Nhưng dù học sinh có được nhiều kênh để tiếp cận kiến thức rộng lớn, thì vai trò của người thầy trên chặng đường trưởng thành vẫn rất đậm nét. Ngày 20 tháng 11, con cũng rất xúc động và muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo là đã giúp đỡ con trong suốt 4 năm học vừa qua. Hiện nay thì có rất là nhiều cách để mà tiếp cận những kiến thức, nhưng mà thầy cô vẫn là người quan trọng nhất để mà chúng em có thể tiếp cận được những kiến thức khác nhau. Không những vậy thì thầy cô còn là người truyền đạt những kỹ năng sống và bài học về đạo đức, cách làm người. Nếu như trước đây nhà giáo là người thiên về truyền thụ kiến thức, thì với những yêu cầu mới trong giáo dục và đào tạo, nhà giáo điều chỉnh vai trò chuyển sang người tổ chức dẫn dắt học sinh. Thầy cô giáo thời kỳ công nghệ số chịu áp lực từ sự đòi hỏi phải nâng cấp bản thân, áp lực nảy sinh từ những kỳ vọng lớn của phụ huynh, học sinh và xã hội. Thời đại kỹ thuật số này có cái sự chia sẻ thông tin rất là lớn và trí tuệ nhân tạo, thì cái thách thức lớn nhất của nhà giáo đó là phải thay đổi kịp thời, xác định đúng cái mục tiêu của nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, để xác định rằng là chúng ta sẽ hướng học trò đến trung tâm, chúng ta sẽ không phải là người truyền đạt kiến thức đơn thuần mà phải thay đổi, phải là người hướng dẫn, người tổ chức các phương pháp học tập để các em chiếm điểm tri thức tốt nhất. Mỗi thầy cô đều có lý do riêng để chọn theo và gắn bó nghề giáo, nhưng lý do đầu tiên và cuối cùng có lẽ là tình yêu học trò. Cùng với những áp lực từ sự phát triển công nghệ số, thì cách dạy học hiện đại thiên về gợi mở cũng khiến khoảng cách thầy trò thêm gần lại. Trí tuệ nhân tạo chỉ là công cụ hỗ trợ trong công tác giảng dạy của giáo viên, bởi vì vấn đề học tập là phải có cảm xúc giữa người dạy và người học. Theo tôi nghĩ thì trí tuệ nhân tạo chỉ là hỗ trợ thôi, còn không thể thay thế hoàn toàn trong công tác giảng dạy của giáo viên được. Rõ ràng cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng tình thầy trò, truyền thống tôn sư trọng đạo thì trong truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung và tôi cảm giác ở ngôi trường này cũng vậy. Tình nghĩa thầy trò rất là sâu đậm và cái đức hy sinh âm thầm của thầy cô vì học sinh thân yêu nó vẫn còn như vậy, và đặc biệt là tình cảm của các em học sinh dành cho thầy cô nó vẫn trọn vẹn, nó không bị ảnh hưởng bởi cứ một cái gì về gọi là hiện đại hay là công nghệ cả, nó vẫn mộc mạc và dung dị. Tình cảm, sự tin yêu từ học sinh phụ huynh luôn luôn là động lực, niềm vui lớn nhất với mỗi người thầy cô trên chặng đường gieo hạt. Những đổi thay, biến thiên của thời đại đặt ra cho nghề giáo nhiều thách thức, nhưng cũng là chất xúc tác để đạo lý tôn sư trọng đạo của dân tộc tiếp tục được bồi đắp, làm cho tình cảm thầy trò cùng với nhiều hình ảnh đẹp tiếp tục được lưu giữ theo thời gian.